cách làm tiêu ngay sỏi thận, sỏi mật bằng một loại trái cây quen thuộc, dứa là loại quả được các bác sĩ khuyên dùng khi bạn mắc các chứng bệnh về thận như suy thận này, sỏi thận, sỏi mật, tim mạch hay ung thư cách làm rất đơn giản đầu tiên bạn hãy lấy nửa quả dứa rồi khoét lấy lõi phía trong của quả dứa ra và băm nhỏ dứa là loại quả có hàm lượng calo thấp nhưng lại rất giàu chất xơ vitamin c vitamin b 6 và măng gan bài thuốc này đã giúp bào mòn sỏi và giúp cho sỏi thận được đào thải ra bên ngoài qua đường bài tiết tiếp theo lấy một nhánh gừng nhỏ gọt vỏ và bào nhỏ theo đông y gừng là loại thảo dược có vị cay tính ấm đây là loại thảo dược được các bác sĩ khuyên dùng nên bạn dùng khi mắc các chứng bệnh như sỏi thận sỏi mật sỏi tuyến thượng thận bây giờ thì bạn hãy cho phần dứa băm và gừng bào vào lõi của quả dứa rồi cho thêm một thìa đường vào và trộn đều hỗn hợp lên sau đó cho vào nồi hấp khoảng một tiếng đồng hồ thì tắt bếp đợi cho nguội bớt bạn hãy nghiền nhỏ hỗn hợp này ra và lọc lấy nước cốt để dùng. Mỗi ngày uống 150 ml, uống liên tục trong 7 ngày rồi lại nghỉ 7 ngày và lại uống tiếp 7 ngày. Uống liên tục khoảng 1 đến 2 liệu trình cho tới khi tình trạng đỡ hẳn bạn nhé.